Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giá sản phẩm của iDuoIO. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một bài đánh giá chi tiết về một cặp tai nghe đến từ Đức, đó chính là chiếc Beyerdynamic Freebird. Đây là chiếc tai nghe True Wireless đầu tiên, cũng là chiếc tai nghe True Wireless được họ kỳ vọng nhất với rất là nhiều những cái đầu tư về công nghệ cũng như là chất lượng âm thanh. Freebird hiện tại đang được bán ở mức tầm giá khoảng 5-6 triệu đồng. Và trong cái phân khúc này thì nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với một loạt những cái sản phẩm cao cấp khác như là Sennheiser Momentum True Wireless 3, Sony VKF 1000XM4 hoặc là Bose Freebird 2. Đó toàn là những cái sản phẩm đã thành danh và cũng đã khẳng định được cái giá trị của nó ở trên thị trường. Vậy thì liệu chiếc Freebird này có cái điểm sáng gì để cạnh tranh so với những cái sản phẩm kia? Thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ở trong bài review này nhá. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau đi đến cái phần mở hộp để xem chiếc Freebird này có những cái gì ở bên trong nhá. Đây là cái hộp đựng của chiếc Freebird, thì chúng ta có thể thấy một cái hộp đựng được làm khá là cơ bản. Nó chỉ là một cái hộp bìa cắt tông và có thêm một cái nhãn giới thiệu màu trắng ở đây thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua những cái thông tin nổi bật của chiếc Freebird này trước nhá. Chiếc Freebird này sử dụng cái Bluetooth 5.2 này và cũng được hỗ trợ Qualcomm aptX Adaptive, sử dụng cái driver Dynamic là 10mm và nó cũng hỗ trợ chống ồn chủ động luôn. Cái thời lượng pin của nó có thể rơi vào tầm khoảng 11-12 tiếng và có thể kéo dài lên đến khoảng 3-6 giờ nếu sử dụng chung với hộp sạc. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem ở bên trong xem nó có cái phụ kiện gì nhá. Cái hộp được thiết kế khá là đơn giản, cũng không có nhiều những cái thông tin giới thiệu sản phẩm ở đây luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái bộ phụ kiện của nó. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều mốt tai, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bộ tip silicone với các size từ nhỏ nhất đến to nhất. Và bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có thêm 3 cái bộ pha mặt biển với 3 kích thước là S, M, L nữa. Nó cho thấy rằng là hãng rất quan tâm đến cái sự thoải mái của người dùng. Đó, mình đánh giá rất là cao cái điều này. Tiếp theo thì nó sẽ có thêm một cái cáp để sạc. Cái cáp này được làm rất là xịn luôn. Và cái cáp này thì nó cũng có một cái đặc điểm rất là đặc biệt so với những cái cáp khác. Đấy là cái phần kết nối USB Type-C này nó được làm dạng hình chữ L chứ không phải dạng thẳng như những cái cáp khác. Trên cái cáp này nó cũng có logo hình con chim ở đây. Một cái cáp rất là xịn, mình đánh giá rất là cao cái cáp này. Tiếp đấy thì chúng ta sẽ có một loạt những cái sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái sách nói về những cái tip này. Tiếp theo là cái sách hướng dẫn chúng ta sử dụng tai nghe bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đấy thì các bạn có thể tham khảo ở đây nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với chiếc Beyerdynamic Freebird. Các bạn có thể thấy một cái hộp đựng được làm rất là gọn gàng, rất là chỉnh chu với cái màu chì. Mặc dù nó không nổi bật nhưng nó mang đến cho mình một cái gì đấy rất là kim loại. Và cái phần vỏ này, theo mình thì nó chỉ là cái vỏ nhựa thôi, nhưng mà cái cách họ bo, cách họ làm cái vỏ này cùng với cái nước sơn ở trên cái vỏ hộp này cho mình một cái cảm giác như là đây là một cái hộp bằng kim loại vậy. Nó rất là chắc chắn, rất là đầm tay. Và cái cách họ làm cái vỏ hộp này làm cho mình thực sự cảm nhận cái sự an tâm về chất lượng của cái tai nghe này. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái phần logo hình con chim cách điệu của Beyerdynamic. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái phần bản lề bằng kim loại và cũng có một cái cổng sạc USB Type-C. Cái hộp đựng này thì nó có tích hợp cái sạc nhanh cũng như là sạc không dây. Nên khi mà chúng ta đặt lên cái dock sạc không dây thì nó cũng sẽ sạc luôn cho cái tai nghe này. Phía trước thì chúng ta sẽ có cái logo Beyerdynamic và một cái đèn LED báo hiệu trạng thái của cái hộp này. Đó, dưới này thì những cái thông tin về cái tai nghe, ví dụ như tên sản phẩm là Freebird này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem nhé. Đấy. Và khi mà đậy lại thì cái tiếng kêu của cái nắp hộp này cũng cho mình một cảm giác đây là một cái hộp được làm một cách rất là kiên cố, rất là chắc chắn, chứ không hề ọp ẹp một chút nào luôn. Đây, phía bên trong thì chúng ta sẽ thấy là hai cái tai nghe. Cái đèn LED màu xanh này là khi mà cái tai nghe đang được sạc đầy rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hai cái tai nghe này ra để cho các bạn xem kỹ hơn ở bên trong. Đấy. Bên trong thì nó cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái cách người ta phối cái màu sắc này giữa cái màu ghi đậm và cái màu ghi nhạt hơn làm cho cái hộp đựng này nó rất là ăn nhập với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái tai nghe. Đây là cái phần củ tai của chiếc Freebird. Các bạn có thể thấy rằng là cái thiết kế của cái Freebird này là một cái thiết kế theo kiểu hạt đậu chứ không phải thiết kế dạng thanh dài. Và cái thiết kế này nó có một cái sự khác biệt so với những cái thiết kế hình hạt đậu khác. Đó là cái phần housing tiếp xúc với cái phần vành tai ở bên trong nó đã được làm nhỏ, giúp cho khi mà chúng ta đeo vào trong tai nó sẽ thoải mái hơn và nó cũng đi sâu hơn vào trong tai so với cái thiết kế thông thường.
Tuy nhiên cái phần housing bên ngoài này nó hơi to một chút, nên khi mà chúng ta cầm lên trên tay thì chúng ta cảm giác rằng nó hơi to so với những cặp tai nghe khác. Cái điểm đáng chú ý nhất ở trên cái mặt phay led của chiếc Freebird này đó chính là cái dải kim loại màu đen này. Nó có cái phần logo và có một cái đèn led ở đây. Khi chúng ta chạm vào cái phần này thì nó cũng là cái phần cảm ứng để chúng ta có thể điều khiển chiếc tai nghe này luôn. Những cái phần còn lại của cái phần housing này thì nó cũng chỉ được làm bằng nhựa thôi. Điểm đáng chú ý nữa đó là nó có một cái cảm biến tiệm cận giúp cho cái tai nghe có thể tự động dừng tắt khi mà chúng ta đeo lên trên tai. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có hai cái mic phía trên và phía dưới này. Cá nhân mình thì mình đánh giá đây là một cái thiết kế khá là khác biệt so với những cái tai nghe khác ở trên thị trường. Nó khá là hầm hố và hơi cơ bắp một chút. Tuy nhiên nó không phải là một cái thiết kế quá là bắt mắt và cũng không phải là một cái thiết kế quá là nuột nà. Và bây giờ thì mình sẽ đeo cái cặp tai nghe này lên để chúng ta cùng xem cái cảm giác đeo của cặp tai nghe này nhá. Đây, đeo cũng rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần cầm đúng chiều trái phải và chúng ta đeo lên trên tai. Chọn đúng cái cỡ mút phù hợp. Đó, đeo lên trên tai thì nó rất là dễ fit và nó đeo rất là thoải mái. Trên tay mình thì cũng có một cái bộ tai nghe khác, đó là Sennheiser Momentum True Wireless 2. Thì cái con Sennheiser Momentum True Wireless 2 này cho mình cái cảm giác đeo là nó kích tai hơn so với ở trên chiếc Freebird này. Mặc dù là cái phần housing của chiếc Freebird này nó không hề nhỏ hơn so với con Sennheiser Momentum True Wireless 2, do cái phần bên trong này của chiếc Freebird 2 nó lại được làm vát nhỏ hơn so với chiếc Momentum True Wireless 2. Chính vì vậy khi mà đeo lên thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác là đỡ bị kích tai và dễ dàng fit tai hơn. Đó, đó là cái cách thiết kế khá là khôn ngoan của chiếc Freebird này. Nếu như mà các bạn dùng cái tai nghe này để tập gym hoặc đi xe đạp hoặc là đi bộ thì rất là ok. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng cái cặp tai nghe này để chạy bộ thì mình thấy chưa thực sự phù hợp. Bởi vì nó có thể bị xê dịch ra một chút làm cho chúng ta phải chỉnh lại cái tai nghe để cho nó chắc vào bên trong. Tất nhiên là với cái khả năng chống nước là IPX4 thì nó cũng có khả năng kháng nước và kháng mồ hôi. Nên là khi mà chúng ta tập gym thì các bạn yên tâm rằng cái tai nghe này nó hoàn toàn có thể sử dụng một cách bình thường. Cái chống ồn chủ động của cái cặp tai nghe này thì mình không đánh giá quá cao. Nó cũng chỉ ngang so với chiếc Sennheiser Momentum hoặc là ngang với những cái cặp tai nghe có cái khả năng chống ồn thông thường ở trên thị trường thôi, chứ nó cũng không so sánh được với những cái cặp tai nghe có khả năng chống ồn rất là tốt như là chiếc AirPods Pro 3 hoặc là chiếc Sony VKF-1000XM4. Nhưng mà với cái sự kết hợp giữa cái chống ồn thụ động và cái chống ồn chủ động của cặp tai nghe này thì các bạn yên tâm rằng là nếu như mà chúng ta ở trong những cái môi trường ồn ã như là đi tàu điện, đi ô tô hoặc là đi xe buýt thì cái tai nghe này nó vẫn có thể giải quyết khá là tốt. Nó cũng có thể mang đến cho chúng ta một cái không gian khá là tĩnh lặng để chúng ta có thể hòa mình vào âm nhạc một cách thoải mái nhất. Còn nói về chất lượng microphone của cặp tai nghe này thì mình sẽ có một cái đoạn test microphone. Qua đấy thì các bạn sẽ thấy được cái chất lượng microphone của cặp tai nghe này rõ hơn nha. Xin chào các bạn, hiện tại mình đang test mic của chiếc Beyer Dynamic Freebird. Và hiện tại thì mình đang ở trong cửa hàng iDuoAudio 78 Lê Thanh Nghị và mình đang đóng cửa kính. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài để xem khi ra ngoài thì cái chất lượng mic của chiếc Beyer Dynamic Freebird nó tốt như nào nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài mặt đường Lê Thanh Nghị. Thì ở ngoài mặt đường thì các bạn biết từ đầu là sẽ có nhiều ô tô và xe máy đi qua. Và chúng ta sẽ biết được cái chất lượng mic của chiếc Freebird nó có tốt không, nó có thể đạt loại tốt khi ở ngoài đường không. Thì đây là cái chất lượng mic của nó khi ở ngoài mặt đường với trong mic khi mà có rất nhiều xe máy và ô tô đi qua. Tất nhiên là với một cặp tai nghe đến từ Đức và với một cái cặp tai nghe có khả năng chống ồn chủ động thì cái chất lượng microphone của nó cũng rất là tốt. Nên là các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng cái cặp tai nghe này để đàm thoại. Còn nói về cái độ trễ của cặp tai nghe này, với cái Bluetooth 5.2 và được hỗ trợ Qualcomm aptX độ trễ thấp thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sử dụng cái cặp tai nghe này để xem phim, chơi game, nghe nhạc một cách rất là bình thường. Còn nói về cái trải nghiệm sử dụng cặp tai nghe này thì đây là một cặp tai nghe mà mình thấy có cái trải nghiệm sử dụng khá là tốt. Cái phím bấm của nó khá là đầy đủ các tính năng, chúng ta có thể dừng chạy nhạc, nhận cuộc gọi, tăng giảm âm lượng, bật tắt chống ồn xuyên âm, kích hoạt trợ lý ảo, nói chung là tất cả chúng ta có thể điều khiển ở trên này. Bên cạnh đấy thì nó cũng có một cái app thì mình cũng sẽ cho các bạn xem qua cái phần app của nó luôn. Đây, các bạn có thể thấy là một cái app cũng được làm với một cái giao diện khá là trực quan. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn được cái thời lượng pin của cái tai nghe này. Và chúng ta cũng có thể tắt bật chống ồn xuyên âm hoặc là normal. Chúng ta cũng có thể bật tắt cái chế độ ở game mode ở đây để chúng ta có thể chơi game với cái độ trễ thấp nhất. Chúng ta cũng có thể test lại cái thính lực của chúng ta để nó tạo ra một cái bộ EQ riêng phù hợp với từng cá nhân một.
nó sẽ giúp cho cái âm thanh nghe được rõ ràng và sống động nhất với từng cá nhân một. Đó, cái phần test này mình cũng đánh giá rất là cao và chúng ta có thể thử. Chúng ta cũng có thể tắt bật cái cảm biến tiệm cận ở trên app luôn này. Và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại cái equalizer theo cái sở thích của chúng ta ở đây. Chúng ta cũng có thể update được phần mềm và chúng ta cũng có thể tùy chỉnh lại những cái phím bấm theo cái thói quen sử dụng của chúng ta. Nên là các bạn nên cài cái app này vào để chúng ta có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ nói về cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Đây cũng là cái phần quan trọng nhất và cũng là cái phần mình muốn nói nhất về cái tai nghe FreeBuds của Beyerdynamic này. Beyerdynamic họ phải chờ đến tận hơn 4 năm khi mà cái công nghệ TrueWireless đã hoàn thiện rồi thì họ mới chính thức làm chiếc FreeBuds này. Bởi vì họ muốn tạo ra một chiếc tai nghe mà có cái trải nghiệm tốt nhất, liền mạch nhất. Và cái chất lượng âm thanh của cái cặp tai nghe này thì mình cũng rất là bất ngờ. Nó mang đến một cái chất lượng âm thanh, đúng là một cái chất lượng âm thanh phòng thu theo đúng cái truyền thống của Beyerdynamic. Chúng ta sẽ có một cặp tai nghe với cái chất âm rất là cân bằng, đều ở cả ba giải âm. Và cả ba giải âm đều được làm một cách rất là chỉnh chu, một cách rất là tròn trịa. Chúng ta sẽ có một cái giải bass đúng là cái chất bass của một cái driver dynamic thực sự. Một cái chất bass nó có cái độ trầm rất là tốt, nó xuống rất là sâu nhưng nó lại được kiểm soát cực kỳ tốt. Phải nói rằng là cái chất bass của Beyerdynamic này đó chính là cái điểm mạnh nhất của cái cặp tai nghe này. Một cái âm bass mà mình chưa từng được thấy ở trên bất kỳ một cặp TrueWireless nào khác. Một cái chất bass xuống rất là sâu, một cái lực đánh rất là căng và rất là bùng nổ. Nhưng nó lại có tốc độ cực kỳ tốt và được kiểm soát cực kỳ tốt. Nó không hề bị lấn át vào cái giải trung và giải cao. Mặc dù là một chiếc tai nghe TrueWireless nhỏ như này, nhưng mà nó có thể tạo ra một cái lực bass mà làm rung cả cái lồng ngực của mình luôn. Đấy là cái điều mà mình thực sự đánh giá rất là cao ở cặp tai nghe này. So với cái chất bass ở trên chiếc Sennheiser Momentum TrueWireless 2 mình cũng đang sử dụng, thì mình thấy rằng là cái bass này nó kiểm soát tốt hơn và nó xuống sâu hơn, nó có cái lực căng hơn và mình thích cái chất bass này hơn. Bên cạnh một cái giải bass rất tốt thì cái giải chép của cặp tai nghe này cũng là một cái điểm nhấn. Nó rất là giàu chi tiết nhưng nó lại không hề bị chóe và nó không bị làm gắt như là ở trên chiếc Momentum TrueWireless 2, và nó cũng không bị thiếu thốn như là ở trên chiếc AirPods hay là trên chiếc Sony. Nó giúp cho chúng ta khi mà nghe những cái bản nhạc hòa tấu hoặc là những bản nhạc không lời thì các bạn sẽ thấy được cái phần chép này nó được làm một cách rất là đầy đủ. Những cái tiếng trống, những cái tiếng đàn, những cái tiếng sáo nó rất là tình cảm, nó rất là sống động. Cuối cùng là một cái giải mid thì mình thấy rằng là đây là một cái giải mid được làm một cách rất là tự nhiên. Nó không màu mè và nó không bị làm quá. Trên chiếc Sennheiser Momentum TrueWireless 2 thì mình thấy rằng nó có một cái giải mid nổi bật hơn, cái phần high mid nó được sáng hơn. Khi mà chúng ta nghe ở những cái bản nhạc trữ tình, những cái bản nhạc bolero thì cái Sennheiser nó cho mình một cái cảm giác là nó ngọt ngào và nó dễ nghe hơn. Thì cái cặp tai nghe này nó lại không làm điều đấy, nó mang đến một cái cảm giác rất chân thật. Chính vì vậy khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc mà nó mang tính vodka thì cái cặp tai nghe này có thể nó không mang đến cho chúng ta một cái sự nịnh tai. Tuy nhiên khi mà chúng ta chuyển sang những cái dòng nhạc pop hiện đại, hoặc là những cái dòng nhạc rock, hoặc là những cái dòng nhạc không lời, những dòng nhạc giao hưởng, thì cái tai nghe này nó lại thể hiện cực kỳ tốt. Nó làm cho mình cảm giác thích hơn khi nghe ở trên chiếc Sennheiser Momentum TrueWireless 2. Cái phần bass của nó không hề bị lấn vào cái phần mid, và cái phần mid chép của nó thì có một cái không gian riêng để chơi trong một cái bài hát, làm cho cái tổng thể bài hát nó hài hòa. Bên cạnh đấy thì cái không gian sân khấu cũng như là cái âm trường âm hình của cặp tai nghe này cũng rất là rộng. Nó rộng hơn ở trên chiếc Sennheiser Momentum TrueWireless 2 và nó cũng rộng hơn ở trên chiếc Sony VKF1X M3. Nên là khi mà các bạn nghe ở cái tai nghe này thì các bạn sẽ cảm thấy nó không hề bị bách và nó rất là thoải mái. Tóm lại thì đây là một cặp tai nghe có một cái thiết kế không phải là quá bắt mắt, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta một cái tai nghe mà có cái cảm giác rất là bền, rất là chắc chắn, cùng một cái chất âm rất monitor, rất tự nhiên. Và chắc chắn rằng với những cái đôi tai khó tính nhất thì nó cũng làm cho các bạn phải siêu lòng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
You shoot me at the first time. Mắt anh cười, khóe môi cười, cách anh cười. Và em tan đi trong phút giây, chót say người, muốn bên người, dành đôi người. Okay, let's do something for this boy. Lại thật gần anh em khẽ nói, nào mình cùng cheers tonight thôi. Let me take you with my secret. Let's play some game with me boy. Màu hồng màu xanh người hãy nói, giờ chỉ cần em tonight thôi. Oh my god. Mùi hương em nồng say, một chút martini hòa cùng một chút Armani. You will be craving for me. Mùi hương em nồng say, hãy đến đây bên em, lại gần và qua đôi môi em, dịu dàng ở phố đôi ta vai. Mùi hương em nồng say, to be do to be do to be do. Mùi hương em nồng say, to be do to be do to be do. Mùi hương em nồng say. Trở về đây lúc đêm vừa lên, răng mắt trời mưa phố xưa buồn tênh, gót mòn tìm giữ ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm êm ái, một tình yêu thoát trên tầm tay. Tôi trở về đây với con đường xưa, đâu bóng người thương cố nhân về đâu. Tiếng buồn chợt đâu đây vọng đường, công viên lạnh lùng hoang vắng, ngọn đèn đêm đêm.